Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau: Đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ sông Dương Tử. Kính thưa quý vị khán giả, lũ lụt kéo dài trên sông Dương Tử là thử thách lớn đầu tiên của đập Tam Hiệp khổng lồ. Nhưng như lũ lụt đã chỉ ra, một mình đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ sông Dương Tử. Theo tờ South China Morning Post cho biết, việc xây dựng các đập hoặc kênh nhỏ hơn đặt tại vị trí chiến lược ở thượng nguồn cũng quan trọng không kém. Lũ lụt kéo dài dọc theo sông Dương Tử ở miền Trung Trung Quốc đã làm sống lại những hồi ức kinh hoàng của trận lũ lụt năm 1998. Trận lũ lụt lịch sử khiến hơn 4.000 người chết và gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Điều làm nên sự khác biệt của lũ lụt năm 2022 hiện tại đó là đây không phải là thử thách lớn đầu tiên đối với thiết kế của đập Tam Hiệp khổng lồ trên sông Dương Tử. Một dự án thủy điện và kiểm soát lũ được bắt đầu xây dựng vào năm 1994 và hoàn thành vào năm 2006. Ngoài ra, đây cũng không còn là một bài kiểm tra về công nghệ của Trung Quốc với tư cách là nhà cung cấp viện trợ cơ sở hạ tầng. Mưa lớn kéo dài 2 tháng qua ở Trung Quốc dẫn đến lũ lụt tồi tệ đã khiến ít nhất 168 người thiệt mạng và mất tích. Chính quyền đã sơ tán hàng triệu người khỏi khu vực bị đe dọa. Quân đội Trung Quốc triển khai hàng ngàn binh sĩ để giảm thiểu thiệt hại lũ lụt trong lưu vực sông Dương Tử. Chính phủ Trung Quốc đang theo dõi tình hình chặt chẽ. Theo các nhà chức trách, không có lý do gì để lo sợ về một mối đe dọa đối với cấu trúc của chính đập Tam Hiệp bởi nó được thiết kế để giúp đối phó với lũ lụt. Tuy nhiên, một số báo cáo bao gồm cả phương tiện truyền thông phương Tây đặt ra câu hỏi về sự an toàn của đập. Một số dựa trên việc giải thích sai về một bức ảnh vệ tinh cho thấy con đập bị uốn cong dẫn đến lo ngại về nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp. Trên thực tế, Trung Quốc đã phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt rất lớn vào mùa hè này vì những lý do phức tạp không chỉ tập trung vào đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp đã đóng vai trò chống lại lũ lụt, nhưng không thật thực tế khi mong đợi một con đập, dù lớn đến đâu, giải quyết lũ lụt ở quy mô này, theo South China Morning Post cho hay. Khi nước lũ dâng cao ở thượng nguồn, chính quyền Trung Quốc đã phản ứng bằng cách xả một lượng lớn nước từ đập Tam Hiệp. Điều này chắc chắn đã làm trầm trọng thêm lũ lụt ở hạ lưu. Điều này đặt ra vấn đề về xu hướng của Trung Quốc tập trung vào các dự án lớn, mà đầu tư chưa tương xứng các dự án công trình nước nhỏ hơn nhiều ở thượng nguồn. Theo các chuyên gia, xây dựng các đập hoặc kênh nhỏ hơn ở vị trí chiến lược tại thượng nguồn để điều tiết dòng chảy lũ có thể cũng quan trọng, nếu không muốn nói là như vậy. Theo giới quan sát, Trung Quốc có thể làm nhiều hơn về mặt này. Hiện tại, bất cứ khi nào có lũ lụt, mọi người có xu hướng nhìn vào đập Tam Hiệp và hy vọng nó sẽ giải quyết tất cả các vấn đề. Tuy nhiên, như đợt lũ năm nay cho thấy, suy nghĩ này là sai. Theo các nhà phân tích, việc xây dựng đập Tam Hiệp phải trả giá bằng những thiệt hại về xã hội và môi trường khi hàng triệu người phải di rời. Lợi ích của con đập sẽ được bảo vệ và tăng cường bằng cách tập trung vào các dự án kiểm soát lũ phụ trợ nhỏ hơn, theo tờ South China Morning Post cho hay. Kính thưa quý vị, các chuyên gia quốc tế lưu ý, đừng mong đập Tam Hiệp Trung Quốc có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề về lũ lụt trên sông Dương Tử. Đập Tam Hiệp là dự án thủy điện lớn nhất từng được xây dựng. Khi bắt đầu xây dựng năm 1994, đập Tam Hiệp được thiết kế không chỉ để sản xuất điện mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, chế ngự dòng sông dài nhất Trung Quốc, bảo vệ hàng triệu người khỏi lũ lụt nghiêm trọng, đồng thời là biểu tượng của sức mạnh công nghệ, lòng tự hào dân tộc, theo CNN cho hay. Toàn bộ dự án đập Tam Hiệp trị giá 200 tỷ nhân dân tệ, khoảng 28,6 tỷ đô la Mỹ, mất gần 2 thập kỷ để xây dựng và khiến hơn 1 triệu người dọc theo sông Dương Tử phải sơ tán. Đập Tam Hiệp được coi là có thể bảo vệ cộng đồng dân cư quanh hạ lưu sông Dương Tử trước trận lũ lụt trăm năm một lần, nhưng năng lực này thường xuyên bị nghi ngờ. Câu hỏi về đập Tam Hiệp gần đây trở lại khi lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng ở Trung Quốc trong vài tháng qua. Lưu vực sông Dương Tử chứng kiến lượng mưa trung bình lớn nhất trong gần 60 năm kể từ tháng 6, khiến dòng sông và nhiều phụ lưu bị tràn bờ. Lũ lụt Trung Quốc tới nay khiến hơn 168 người đã chết hoặc mất tích, 3,67 triệu người phải sơ tán, 54,8 triệu người bị ảnh hưởng, gây thiệt hại kinh tế 144 tỷ nhân dân tệ, khoảng 20,5 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp thành công trong việc đóng vai trò quan trọng để ngăn lũ lụt. Nhà vận hành đập Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc chia sẻ với Tân Hoa Xã rằng đập Tam Hiệp ngăn được 18,2 tỷ mét khối nước lũ tiềm năng.
một quan chức Bộ Thủy lợi Trung Quốc trao đổi với nhật báo China Yonhap Daily rằng đập Tam Hiệp đã làm giảm hiệu quả tốc độ và mức độ mực nước dâng ở trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử. Tuy nhiên, nhiều trạm đo dòng chảy sông Dương Tử chứng kiến lượng mưa cao kỷ lục vào mùa hè năm nay, với một số nhà địa chất đánh giá đập Tam Hiệp có vai trò hạn chế trong kiểm soát lũ và đập Tam Hiệp không thể ngăn lũ lụt nghiêm trọng. Có 3 đỉnh lũ đổ về đập Tam Hiệp trong tháng trước, con đập trên sông Dương Tử đã mở các cửa xả lũ nhiều lần kể từ cuối tháng 6 năm nay. Việc xả lũ từ hồ chứa đập Tam Hiệp dẫn tới nhiều chỉ trích trên mạng xã hội Trung Quốc là làm trầm trọng thêm lũ lụt ở hạ lưu con sông dài nhất Trung Quốc. Công ty vận hành đập Tam Hiệp bác bỏ thông tin này, trong đó khẳng định đập Tam Hiệp đã giúp trì hoãn và điều chỉnh dòng chảy nước lũ xuống hạ lưu. Tuy nhiên, nước lũ ở Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây đã dâng cao vượt mức cao nhất trong lịch sử, vượt kỷ lục do lũ lụt thảm khốc năm 1998 khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Những nơi khác thuộc hạ lưu sông Dương Tử cũng ghi nhận mực nước phá vỡ kỷ lục trước đó. David Sharman, giáo sư danh dự về địa lý tại Đại học Alabama, Mỹ, đã nghiên cứu về lũ lụt ở trung lưu sông Dương Tử, nhận định mực nước dâng vượt kỷ lục cho thấy đập Tam Hiệp không thể ngăn lũ lụt nghiêm trọng. Đó là một tuyên bố theo căn cứ thực tế, con đập này đã hoạt động đầy đủ trong nhiều năm nay và hiện chúng ta có mực nước cao nhất từng được ghi nhận, chuyên gia người Mỹ chỉ ra. Những nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Trung Quốc và nước ngoài trong những năm qua, giáo sư Sharman nói thêm, đã nhận thấy hồ chứa đập Tam Hiệp quá nhỏ để có thể giảm đáng kể việc xả nước xuống hạ lưu trong những trận lũ lụt nghiêm trọng dù nó giảm bớt lũ lụt trong những năm bình thường. Miroslav Marenson, phó giáo sư về hồ chứa và thủy điện tại Viện IED Delft về giáo dục nước ở Hà Lan cho hay, vấn đề không phải ở thiết kế của đập Tam Hiệp mà là ở kỳ vọng rằng đập Tam Hiệp có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề về lũ lụt trên sông Dương Tử, không thể làm được điều đó chỉ với một con đập, ông nói. Ví dụ, đập Tam Hiệp có thể làm giảm cường độ lũ từ thượng nguồn, đến một mức độ nhất định nó sẽ không thể ngăn lũ lụt do lượng mưa lớn ở trung và hạ lưu sông Dương Tử cùng với phụ lưu trong toàn bộ lưu vực, ông nói thêm. Và vấn đề là nhiều đợt mưa lũ lụt ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc trong mùa hè năm nay là do những cơn mưa lớn đổ xuống hạ lưu không hề đi qua đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, qua ảnh vệ tinh chúng ta có thể thấy các thành phố Trung Quốc ngập sâu trong lũ sông Dương Tử. Lũ lụt ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ xảy ra ở cả thượng nguồn và hạ lưu đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử trong mùa hè năm nay. Hình ảnh vệ tinh về lũ lụt ở các thành phố lớn dọc theo sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc trong đợt lũ số 2 của năm nay được Taiwan News công bố hôm qua. Công ty chụp ảnh vệ tinh Canada ProMercury cũng đã cung cấp hình ảnh của các thành phố Vũ Hán, Nam Xương và Trùng Khánh trước khi các đợt lũ lớn bắt đầu và sau khi trận lũ số 2 bắt đầu tàn phá khu vực. Những hình ảnh được chụp bằng vệ tinh có độ phân giải cao Parnescope và được ProMercury xử lý. Trùng Khánh. Trùng Khánh ở thượng nguồn của đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử bắt đầu hứng mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng vào trung tuần tháng trước. Những trận mưa lớn đã gây lũ lụt nghiêm trọng trên khắp thành phố khiến 188.025 người ở 19 quận huyện bị ảnh hưởng, 1.000 ngôi nhà bị phá hủy và 6.000 hecta hoa màu bị ngập, theo China News Service cho biết. Hình ảnh trước và sau lũ lụt ở Trùng Khánh cho thấy những bờ cát, đảo và bến tàu ở các quận Du Trung và Nam Ngạn có thể nhìn rõ đã bị nước lũ màu nâu dày đặc bao phủ trong tháng trước. Lưu lượng tàu thuyền chở hàng hóa trên sông Dương Tử đoạn qua Trùng Khánh dường như đã giảm xuống không trong tháng qua. Vũ Hán. Vũ Hán, nơi khởi phát dịch COVID-19 vào cuối năm 2019, nằm ven sông Dương Tử, hạ lưu đập Tam Hiệp do đó cũng chịu ảnh hưởng mạnh bởi lũ lụt, mực nước dâng cao đáng kể ở Vũ Hán kể từ hồi tháng 6. Vừa qua, Tân Hoa Xã cho biết trận lũ lụt số 3 năm 2022 đã hình thành trên thượng nguồn sông Dương Tử. Trận lũ lớn đổ về đập Tam Hiệp với dòng chảy cực đại lên tới 61.000 mét khối mỗi giây vào lúc 8 giờ sáng, đánh dấu đợt lũ lụt lớn nhất đổ về đập Tam Hiệp cho tới thời điểm đó. Đập Tam Hiệp cũng xả lũ ở mức 33.000 mét khối mỗi giây. Trong ảnh là mực nước sông Dương Tử dâng cao hơn nhiều so với hình ảnh cách đó 2 tháng. Nam Xương. Nam Xương nằm cạnh Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc ở khu vực hạ lưu sông Dương Tử. Hôm vừa qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, lực lượng cứu hộ đã hoàn tất đoạn đê vỡ dài 188m ở Hồ Bà Dương. Đoạn đê vỡ dài 188m trong suốt 9 ngày đã gây ra lũ lụt trên diện rộng. Trên 15 ngôi làng và các cánh đồng nông nghiệp ở tỉnh Giang Tây, hơn 14.000 người đã phải sơ tán.
Trong ảnh, chúng ta có thể thấy các hòn đảo và những khu vực cây xanh ven sông Dương Tử đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước lũ, khác hẳn với màu xanh tươi sáng. Sau 2 tháng mưa lớn và lũ lụt kinh hoàng trên sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà, Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, tính tới nay, lũ lụt do mưa gây ra đã ảnh hưởng tới 54,8 triệu người tại 27 khu vực cấp tỉnh thành. Do thiên tai quy mô lớn ở Trung Quốc, 168 người chết hoặc mất tích, có 3,86 triệu người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị lũ lụt tàn phá. Do mưa lũ, 41.000 ngôi nhà bị sập và 388.000 ngôi nhà bị hư hại. Tổng cộng 5,38 hectare đất nông nghiệp bị phá hoại và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 145,43 tỷ nhân dân tệ, khoảng 20,96 tỷ đô la Mỹ. 141 người chết trong mưa lũ lịch sử tại Nhật. Quý vị thân mến, số người chết sau nhiều ngày mưa lớn tại Tây Nam Nhật Bản đã lên đến 141. Nhiều gia đình vẫn sống trong cảnh không có điện. Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm nay cho biết ít nhất 10 người mất tích và 141 người thiệt mạng sau khi mưa lớn nhiều ngày gây lũ lụt và sạt lở đất khiến một phần Nhật Bản bị tàn phá. Trong khi đó, truyền thông địa phương nói rằng hàng chục người vẫn chưa được tìm thấy. Sau khi dỡ bỏ cảnh báo mưa lớn, Nhật Bản đang chuyển hướng tập trung sang tìm kiếm và cứu hộ. Cảnh sát, lính cứu hỏa và quân đội đang dọn dẹp các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm những người mất tích. Chúng ta sẽ đoàn kết và hành động nhanh chóng để vận chuyển nhu yếu phẩm tới các nạn nhân thiên tai bằng cách phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trong một cuộc họp với lực lượng đặc nhiệm ứng phó thảm họa. Hàng nghìn ngôi nhà đã bị hư hại, gần 17.000 hộ gia đình chưa có điện, trong khi đường dây điện thoại ở nhiều khu vực đã bị cắt đứt. Theo CNN, mưa lớn bắt đầu từ tuần trước đã cuốn trôi nhà cửa, xe cộ và khiến 2 triệu người dân phải di tản. Một số người không thể sơ tán đã tìm cách trú trên mái nhà khi nước lũ quét qua. Hôm qua, Bộ trưởng Nội các Yoshihide Suga cho biết trận mưa lịch sử ở nhiều nơi trên đất nước đã khiến các con sông tràn bờ, gây ra lũ lụt và lở đất ở một số khu vực. Mặc dù cảnh báo mưa lớn đã được dỡ bỏ, Suga lưu ý người dân vẫn nên cảnh giác lở đất và thời tiết nắng nóng trong vài ngày tới. Khoảng 73.000 người đã được huy động cho hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.